đội ngược dòng ngoạn mục, Lê Xuân Mạnh vô địch đường lên đỉnh Olympia 2023. Từ 10 điểm và xếp cuối sau khi kết thúc phần thi thứ nhất, nam sinh Lê Xuân Mạnh, trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, đã vươn lên dẫn đầu và giành được chiếc vòng nguyệt quế danh giá của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu đầy kịch tính, nam sinh Lê Xuân Mạnh đã trở thành nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia 2023, hãnh diện đội lên đầu vòng nguyệt quế, cầm trên tay cúp kỷ niệm cùng giải thưởng trị giá 50.000 đô la Mỹ. Thí sinh giành được giải nhì là nam sinh Nguyễn Trọng Thành, nhận được phần thưởng 200 triệu đồng. Thí sinh giành giải ba là Nguyễn Việt Thành, nhận được phần thưởng 100 triệu đồng. Nam sinh Lê Xuân Mạnh là quán quân đường lên đỉnh Olympia 2023. Trước đó, tại phần thi khởi động, các thí sinh đã có màn đeo bám rất gay cấn. Trải qua 3 lượt thi, nam sinh Nguyễn Trọng Thành, trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng, dẫn đầu với số điểm là 65. Điểm số của 3 thí sinh còn lại, gồm Nguyễn Minh Triết, trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên, Huế, Nguyễn Việt Thành, trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Lê Xuân Mạnh, trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, lần lượt là 30, 30, 10. Khoảnh khắc nam sinh Nguyễn Trọng Thành, trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng, vươn lên dẫn đầu với số điểm là 65. Đến phần thi vượt chướng ngại vật, Việt Thành là thí sinh đã vươn lên dẫn đầu với màn trả lời thần tốc vì bấm chuông, trả lời đúng dù MC chưa kịp đọc câu hỏi. Sau phần thi này, MC đã khẳng định nam sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn chính là ông vua vượt chướng ngại vật. Sau khi giành được 40 điểm, Việt Thành đã tạm thời vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với tổng số điểm là 70. Điểm số 3, nhà leo núi, Trọng Thành, Minh Triết và Xuân Mạnh lần lượt là 65, 40, 10. Tại phần thi tăng tốc, phần thi bản lề trước khi bước vào phần thi về đích, cả 4 nam sinh đã thể hiện sự am hiểu kiến thức của mình đối với mọi lĩnh vực khi nhanh chóng bấm chuông và đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, với phong thái tự tin và bản lĩnh, nam sinh Trọng Thành đã vươn lên dẫn đầu với số điểm đạt được là 165. Nam sinh có số điểm đứng thứ 2 là Việt Thành, 120, đứng thứ 3 là Xuân Mạnh, 100, và đứng cuối cùng là Minh Triết, 70. Trong phần thi về đích, Trọng Thành là chàng trai đầu tiên bước lên phía trước và lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Sau 2 câu hỏi đầu tiên không trả lời đúng và phải nhường 40 điểm cho các thí sinh khác, Trọng Thành đã lựa chọn Ngôi Sao Hy Vọng ở câu hỏi thứ 3 và trả lời đúng câu hỏi. Giành lại 40 điểm đã mất, tiếp tục giữ trọn 165 điểm khi bắt đầu bước vào vòng thi này. Tại phần thi của nam sinh Việt Thành, nhà leo núi này tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi liên tiếp bấm chuông giành quyền trả lời đúng 2 câu hỏi, nâng tổng số điểm của mình lên 215. Ở câu hỏi thứ 3, Việt Thành đã bình tĩnh trả lời đúng, đạt 110 điểm. Sau phần thi về đích, Xuân Mạnh đã vươn lên đứng thứ 2 với tổng số điểm là 190. Là thí sinh thứ 3 bước vào phần thi về đích, Xuân Mạnh hiện có 100 điểm, chia sẻ: nếu không giành chiến thắng thì hành trình của Mạnh hôm nay sẽ tiếp lửa cho các học sinh thế hệ sau. Với tâm thế không còn gì để mất, nam sinh này đã chọn 3 câu 30 điểm. Trong 2 câu hỏi đầu tiên, Xuân Mạnh đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên và không trả lời ở câu thứ 2. Đến câu hỏi thứ 3, Xuân Mạnh chọn Ngôi Sao Hy Vọng và xuất sắc giành 60 điểm khi đưa ra đáp án. Tháng 3 năm 2021, các nhà khoa học Việt Nam đã đạt được một bước đột phá trong việc nhân bản vô tính loài động vật là lợn. Sau phần thi này, Xuân Mạnh vươn lên đứng thứ 2 với tổng số điểm 190. Thí sinh cuối cùng bước vào phần thi về đích là nam sinh Minh Triết. Nam sinh này đã chọn 3 câu 30 điểm. Tại câu 1, Triết giành được 30 điểm. Ở câu thứ 2, ban tổ chức đưa ra câu hỏi, trong bài thơ kính gửi cụ Nguyễn Du, nhà thơ Tố Hữu viết, biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như, mai sau, dù có bao giờ, câu thơ thủ trước, đâu ngờ hôm nay. Câu thơ thủ trước mà tác giả nói đến là hai câu thơ nào và trong bài thơ nào của Nguyễn Du. Ngay sau đó, Xuân Mạnh trả lời đúng cả hai vế và giành lấy 30 điểm. Nam sinh Minh Triết đã bất ngờ nhường câu hỏi có giá trị 30 điểm cho Xuân Mạnh và Trọng Thành ở câu cuối phần thi về đích. Trước màn tranh đua kịch tính, nam sinh Minh Triết đã bất ngờ nhường câu hỏi có giá trị 30 điểm cho Xuân Mạnh và Trọng Thành. Đây là điều chưa có trong tiền lệ của chương trình. Ở câu 3, Trọng Thành là người giành quyền trả lời.
Tuy nhiên, nam sinh đến từ Hải Phòng đã trả lời sai và chỉ còn lại 200 điểm. Kết quả, nhà vô địch năm thứ 23 đã thuộc về nam sinh Xuân Mạnh với điểm số là 220. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.